xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn khám phá một chiếc máy ảnh thân nhiệt xem công nghệ nó như thế nào nha các bạn đây là một chiếc máy ảnh thân nhiệt mini bây giờ mình sẽ cắm nguồn điện để cho các bạn thấy nó hoạt động như thế nào sau khi mình cắm nguồn điện xong thì các bạn có thể quan sát thấy ở trên cái máy ảnh này nó có trang bị một cái màn hình mini thước cũng tương khoảng rất là nhỏ thôi các bạn. Mình đưa tay tới gần thì nó có thể phát hiện ra được thân nhiệt ở cái bàn tay này của mình và cái nhiệt độ ở đây đã được hiển thị rất là chính xác luôn các bạn nhé Tại vì ở đây nó được trang bị một cái camera cảm biến như diện hình những ảnh thân nhiệt rất là nhạy luôn các bạn. Nãy nữa mình sẽ khám phá và tháo tan cái này cho các bạn xem. Hiện tại ở vùng mình sinh sống thì nhiệt độ môi trường đang rơi tầm khoảng 8 độ C. Thời tiết cũng khá là lạnh luôn các bạn. Thì nên mình đưa cái tay vào đây thì nó được nhận diện bằng cái camera cảm biến nhận diện hình ảnh này. Đây là một cái camera loại nhận diện hình ảnh siêu nhạy luôn các bạn. Đấy. Thời tiết hiện tại mình đang là mùa đông. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại đang là 8 độ C, khá là lạnh cái uh, camera nhận diện hình ảnh này thì uh, nó có khả năng nhận diện được hình ảnh từ khoảng uh, từ âm 1 độ C cho tới 100 độ C nhà sản xuất đưa ra cái thông số uh, nhận diện của nó là tầm khoảng từ 0 độ C cho tới 80 độ C nhưng trên thực tế mình test thử thì uh, mình thấy nó có thể nhận diện được từ âm một độ C cho tới uh, 100 độ C mình đưa cái mỏ hàn nhiệt độ cho các bạn thấy này khi mình đưa gần thì nó sẽ hiển thị tầm khoảng 99 độ C là mức hiển thị nó đo được cao nhất ở trên cái cảm biến hình ảnh này đó các bạn thấy không nhà sản xuất đưa ra là 0 độ C được tới 80 nhưng mà thực tế là được 100 độ C nha các bạn Đấy. 99 độ C là căng nhất của cái máy này là phát hiện được đây là chiếc máy ảnh mini thôi các bạn cái máy này thì mình nghĩ là nó có thể áp dụng trong công việc sửa chữa. Cái này thì mình cũng tạo về để mình áp dụng vào trong công việc sửa chữa bom mạch điện tử. Ở à đây mình sẽ ví dụ cho các bạn. Ví dụ trên một cái bom mạch điện tử này thì nó có một con linh kiện nào đó bị chạm chập, nó sẽ gây nóng. Mình sẽ nhờ cái camera này và mình nhận diện hình ảnh cái con linh kiện đấy nó nóng và mình sẽ khắc phục và tháo cái linh kiện đấy và thay thế và sửa chữa cũng rất là nhanh chóng luôn các bạn. Những cái bo mạch điện tử này, này nó thông thường ấy nó sẽ bị hay chập ở những cái con mosfet này, con ic này, con tụ điện này hoặc là các cuộn cảm, các thứ, con chip chẳng hạn. thì nhận diện bằng cái camera này thì cho công việc sửa chữa rất là nhanh luôn các bạn. rồi bây giờ mình sẽ tháo tan cái um, máy ảnh thân nhiệt này ra để cho các bạn xem cấu tạo bên trong nó bao gồm những gì nha các bạn và công nghệ của nó được tích hợp như thế nào mà nó có thể nhận diện được hình ảnh thân nhiệt như vậy sau một lúc mình đã tháo được chiếc máy ảnh thân nhiệt này ra thì các bạn có thể quan sát thấy ở đây có những cái thông số linh kiện như sau trước tiên là một thứ quan trọng nhất ở trên cái máy ảnh này đó chính là cảm biến nhận diện hình ảnh tức là nó một loại dạng camera này các bạn camera nhận diện hình ảnh bằng thân nhiệt loại này thì nó có độ nhận diện hình ảnh cực kỳ là nhạy và nhanh khi bất kỳ một cái thân nhiệt nào đi qua cái camera này nó đều có thể nhận diện và báo về màn hình trên cái máy ảnh này thì nó sẽ được trang bị một màn hình OLED nha các bạn và đây chính là con chip để giải mã và hiển thị tất cả các tín hiệu lên cái màn hình OLED này cái màn hình này chúng ta có thể chế tạo bằng cách là chúng ta sẽ kết nối với cái loại màn hình lớn hơn để nhìn hình ảnh nó rõ hơn cũng được loại này thì nó chỉ là dạng mini thôi nhưng mà được trang bị một cái camera hiện tại là theo mình biết được cái camera này ấy, thì mình tìm kiếm ấy, thì cái loại camera này là loại camera nhận diện ảnh nhạy nhất trong tất cả các loại cảm biến ví dụ như những loại cảm biến hồng ngoại này cảm biến thân nhiệt này thì trong đó là những cái camera này là loại cao cấp nhất nó được trang bị hầu hết trên tất cả những cái loại máy đo thân nhiệt cơ thể con người thì loại à, này là thông thường là hay được trang bị nhất trên cái bo mạch này thì à, trông nó đơn giản như vậy thôi nhưng mà cái thứ quan trọng nhất và đắt tiền nhất đó chính là chiếc camera thân nhiệt này ở đây thì người ta ghi một số thông số à, sản xuất cũng như là đời phiên bản của chiếc camera thân nhiệt này cái camera thân nhiệt này mình nghĩ là nó cũng có thể áp dụng cho chúng ta đo thân nhiệt cơ thể con người cũng rất là nhanh Chúng ta có thể đưa gần cái camera này tới đỉnh chán hoặc là đầu của cơ thể con người thì nó cũng có thể nhận diện được thân nhiệt cực kỳ là nhanh luôn các bạn Không tốn thời gian để chúng ta kiểm tra thân nhiệt con người Rất là nhanh luôn các bạn và cái camera này mình khẳng định với các bạn là nó nhận diện được thân nhiệt cực kỳ chính xác so với một số loại máy đo thân nhiệt ở trên thị trường mà khi chúng ta đưa tới gần phải nhấn nút ấy. còn đối với chiếc camera này thì chúng ta không cần nhấn nút có thể nhận diện được thân nhiệt hình ảnh cơ thể con người tình trạng như thế nào ở một số nơi như là sân bay thì người ta cũng nhận diện hình ảnh thân nhiệt con người bằng camera thân nhiệt nhưng mà cái loại camera đấy nó cao cấp hơn cái loại này một chút và nó sẽ hiển thị trên màn hình lớn hơn độ nhạy cao hơn nhằm giúp cho chúng ta có thể phục vụ ở trong công tác phòng chống dịch bệnh, phát hiện thân nhiệt cơ thể con người. đấy, thì người ta áp dụng những loại đời cao cấp. còn cái này thì là một loại mini, chúng ta có thể áp dụng cho công việc sửa chữa cũng như là đo thân nhiệt cơ thể con người theo cá nhân, thì đều có thể áp dụng cái camera thân nhiệt này rất là ổn định. rồi, mọi thông tin chi tiết cũng như là mô tả về chiếc camera thân nhiệt này mình sẽ để cho phần mô tả video dành cho anh em nào cần để xem thông tin chi tiết rõ hơn về chiếc camera thân nhiệt này rồi cái camera thân nhiệt này thì nó bao gồm những cái linh kiện như thế này thôi đây là loại mini nha các bạn chứ không phải loại cao cấp loại cao cấp thì nó sẽ tích hợp những cái công nghệ cao cấp hơn rồi video của mình đến đây là kết thúc các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh hộ mình nhé xin chào và hẹn gặp lại bye bye